Để có được những cây rau dền xanh và dền đỏ như thế này ở các quốc gia có thời tiết rất là khắc nghiệt như ở Anh Quốc không hề khó. Chỉ cần các bạn biết đúng quy trình gieo và căn được thời tiết như thế nào thì cái cây nó sẽ mọc nên hiệu quả rất là cao. Như các bạn thấy đây, hiện tại cái cây rau dền mình gieo được một thời gian ngắn thôi, đúng theo quy trình thì nó phát triển lên rất là nhanh. Xin chào các bạn. Vào thời điểm tháng 6 bắt đầu thời tiết nắng ấm khi mà đang bắt đầu vào cái đầu hè. Thời tiết bắt đầu nhiệt độ lên cao cả về đêm lẫn ban ngày thì cái hình thức hôm nay mình chia sẻ tới mọi người cái cách hiệu quả nhất để cho mình gieo những cái hạt cây rau dền. Đặc biệt nhất là cái giống rau dền của Việt Nam mình, nó là cái loại rau dền đỏ và rau dền xanh. Mình sẽ giới thiệu qua bằng hai cái hình thức hôm nay mình gieo cái hạt rau dền tía xanh và cái rau dền đỏ như thế này. Và để với cái cách thức nó chuẩn nhất và nhanh nhất thì mình sẽ chia sẻ cái cách của mình, thì tuyệt đối 100% cây rau dền nó đã mọc và hiệu quả. Nếu mà cái thời tiết ở Việt Nam nó nắng khoảng 35 độ thì đơn giản, còn ở Anh Quốc hoặc là các quốc gia châu Âu nó xứ lạnh thì nó rất là thất thường khi cái thời tiết nhiệt độ nó không được đạt tiêu chuẩn. Thường cái cây rau dền này nó phải nhiệt độ từ 30 độ thì khi mình gieo thẳng xuống đất thì nó mọc lên rất là nhanh. Với cái thời tiết ở châu Âu thì nó chỉ có 18 20 độ vào thời điểm tháng 6 hiện tại thì nó rất là khó. Thì cái cách thức của mình là chia sẻ với mọi người hôm nay là bằng cái hạt giống như thế này, mình sẽ cho vào một cái bát để mình ngâm nước qua 4 đến 5 tiếng. 4 đến 5 tiếng nha các bạn. Sau đó mình cho vào cái tờ giấy. Cho vào một cái tờ giấy để mình ủ. Mình ủ trong vòng 2 ngày thì như các bạn thấy đây, nó đã mọc mầm trắng là như thế này. Mình quay rất là gần lại cho các bạn nhìn. Cái hình thức như thế này thì chuẩn 100% cây rau dền nó mọc lên hiệu quả. Thường khi mà mình gieo thẳng xuống đất bằng cái hạt mình không qua ngâm ủ như thế này thì cái xuất sắc nó mọc lên rất là khó. Bởi vì thời tiết ở châu Âu hôm nay là nắng 25 độ nhưng đêm hoặc là mai có thể nó xuống 15 độ và không có nắng nữa. Cái hình thức mình gieo thẳng nó rất là khó. Thì cái cách của mình như thế này là đã là đạt tiêu chuẩn khi mà mình ngâm hạt và ủ hạt cho 2-3 ngày nó nảy mầm ra như thế này rồi. Thì bây giờ mình đưa vào đất để mình gieo. Cái cách thức gieo thì các bạn chuẩn bị một cái thùng phao hoặc là bất cứ một cái thùng xốp, thùng phao hoặc là thùng nhựa. Chẳng hạn như nhà mình thì mình dùng bằng cái khay nhựa này, mình gieo rất là nhiều bằng cái khay nhựa như thế này. Cái thùng phao thì các bạn nên lưu ý một chút là khi mà mình gieo bằng cái thùng mới thì không sao. Còn nếu mà bằng những cái thùng phao cũ của năm trước thì các bạn lưu ý là nên rửa sạch phơi nắng để cho nó khô ráo và sạch sẽ đi thì nó sẽ tránh được cái khi mình gieo hạt cây nó nảy mầm lên thì nó sẽ bị ảnh hưởng của nấm. Thường thì cây gieo lên được khoảng một ngón tay hoặc là một đốt ngón tay rồi thì nó hay bị lụi đi, thì nó cũng là một trong những cái lý do là khi mà mình dùng những cái chậu thùng cũ của năm trước nó cũ là nó có cái nấm, ảnh hưởng đến cái nấm làm cho cây rau nó lụi, thì mình cứ rửa sạch sẽ để phơi khô khô ráo. Và sau đó bây giờ là mình sẽ cho đất. Cái đất thì các bạn có thể dùng bất cứ loại đất nào nhưng mà nó đề là để mình cho ươm những cây con, để cho gieo trồng những cây con thì là nó chuẩn nhất để cho mình khi mà mình ươm những cái hạt nhỏ giống cây ăn lá nhanh ha, nhanh nhanh ngày. Với cái cách thức của mình thì rất là đơn giản, chỉ một ít đất như thế này thôi. Trước khi gieo hạt các bạn nên phun nước cho ẩm cái đất ở phía dưới trước để mình sẽ rắc hạt lên.
Khi hạt nó nhỏ thì nó hơi lích kích một chút khi cho các bạn đưa vào đất để mình gieo. Mình rắc làm sao để cho nó đều được, càng đều được thì là càng tốt, đừng nên dày quá. Bởi vì giống giống rau dền này khi mà các bạn gieo dày quá đến lúc mình tỉa ra nó rất là khó. Thời tiết nắng nóng như ở Việt Nam hoặc các quốc gia một số tiểu bang của Mỹ thì cái hình thức gieo cái hạt rau dền là các bạn chỉ vãi hạt xuống khi mùa hè nắng nóng. Còn với ở châu Âu hoặc là Anh Quốc bảo hành với các bạn là cứ bằng cách này của Vinh Nê thì 100% cây rau dền nó sẽ hiệu quả cao. Năm ngoái mình trồng cả một cái vườn này rau dền mọc ăn không hết. Đấy là phục vụ cho gia đình. Chứ mình chỉ chia sẻ những cái cách thức cho mọi người để bằng cách như thế nào để mình gieo trồng cho nó hiệu quả và nhanh. Mình phủ lên một lớp đất dày khoảng một đốt ngón tay là gần như là hoàn thành cái phương pháp gieo hạt rau dền. Sau đó mình phun qua một lớp nước mỏng lên trên mặt đất. Như thế này là đã xong, mình phủ cái bao vỏ bao đất lên trên và để vào nơi ấm áp phía trong, chứ đừng để trực tiếp đối diện với ánh nắng mặt trời. Mình để nơi có ánh sáng và có độ ấm, chỉ trong vòng 1 2 3 ngày là nó sẽ mọc mầm nhú lên khỏi mặt đất. Mình sẽ review này cho mọi người nhé. Sau khi cái hạt rau dền mình đã gieo được một thời gian, bởi vì cái thời tiết ở Anh Quốc thì nhất là cái thời điểm tháng 6 này thì nó cũng hơi thất thường về thời tiết, lúc là rất là nóng mà lúc thì lại lạnh. Thì cái hình thức là mình phải dùng bằng thùng chậu như thế này, thì mình sẽ để vào nơi có ấm áp và cái nơi có mái che. Thì hiện tại cái rau dền nó đã mọc lên rất là tốt, nhất là cái rau dền đỏ như các bạn nhìn thấy đây. Bây giờ là như thế này, tôi bắt đầu là cái thời điểm mà cây nó mọc lên được khoảng bằng một đốt ngón tay thì mình sẽ pha phân bón cho cây, pha loãng với cái hình thức như cây rau dền thì cái phân đạm thì có thể là 20 lít nước mình chỉ cho vào một cái thìa xanh nó đã có sẵn ở trong cái hộp. Mình pha ra để mình tưới bón dần cho tất cả những cái giống cây mà khi mà nó còn trong thời kỳ nhỏ, thì các bạn nên nhớ rằng mình bón phân ít thôi. Mình chỉ bón để cho cây nó xanh và nó phát triển nhanh lên, chứ mình đừng bón nhiều quá. Thường bón nhiều quá thì cái cây nó sẽ bị hỏng và nó sẽ chùn lại, nó sẽ không được phát triển nhanh và nó sẽ bị chột cây. Đó là cái hình thức bón của phân cho tất cả các loại rau lá như thế này. Đặc biệt nhất đây nữa là cái rau dền xanh. Vinh này gieo hơi bị dày nhưng mà cũng không sao. Khi nó lớn lên thì các bạn sẽ đánh tỉa ra để trồng vào các cái chậu hoặc là trồng ra vườn thì nó phát triển rất là mập và nhanh. Chỉ có hình thức gieo trồng như thế này thì nó sẽ trụ được ở những cái quốc gia mà có thời tiết khắc nghiệt như ở Anh Quốc. Thường nếu mà các bạn gieo thẳng ra vườn thì cái xuất sắc nó lên rất là hiếm vào thời điểm tháng 6 này, kể cả là thời tiết nó lên có lúc đến 25 độ, nhưng cũng không đủ tiêu chuẩn để cho cái hạt nó mọc mầm. Bởi vì là một tuần nắng một tuần mưa và thậm chí đêm nó rất là lạnh. Chỉ có cái cách như thế này thì khẳng định với các bạn 100% cái cây rau dền dền đỏ dền xanh và những cái cây rau Việt mình nó sẽ trụ được ở cái thời tiết khắc nghiệt. Tháng 6 thì là cái tháng mà thích hợp nhất để cho mình gieo trồng những cái cây rau dền hoặc là rau đay hoặc là những cái giống cây ăn lá của Việt Nam mình vào thời điểm tháng 6. Bằng cách như thế này, khi mà thời tiết nắng ấm thì mình đã có những cái cây giống đưa sẵn ra để mình trồng thì nó rất là nhanh cho mình thu hoạch và có hiệu quả. Thường như các bạn biết ở châu Âu thời tiết mùa hè chỉ được có mấy tháng thôi, mình không chớp nhoáng bằng những hình thức mà
gieo trồng những cái cây ươm sẵn ở phía trong nhà để mình đưa ra ngoài thì không không có khả năng để mình có những cái cây rau thu hoạch. Đặc biệt nhất là như các bạn biết, cộng đồng người Việt mình thì không phải là ai cũng, gia đình nhà nào cũng có cái vườn, và gia đình nhà nào cũng có cái nhà lồng nhà kính để mình trồng được tất cả các cái cây rau. Vườn nhà bên đây đây thì sẵn sàng mình sẽ dựng nên được một hai cái nhà lồng nhà kính thì mình trồng rất là nhàn và đơn giản. Nhưng mà với cái hình thức mình để nguyên tự nhiên như thế này và bằng trồng những cái cách thức như thế này, mình sẽ chia sẻ cho cộng đồng để dù các bạn ở nhà cao, nhà có ban công hay không có vườn thì mình vẫn có thể trồng được tất cả những cái cây rau ăn như thế này để cho nó hiệu quả. Mặc dù là mình chỉ có căn vào thời tiết và mất công mình che đậy bê ra bê vào khi mỗi khi thời tiết nó mưa hoặc là nó xấu một chút thôi, nhưng mà mình cảm thấy rất là hài lòng, rất là vui. Và khi hàng năm hàng ngày mình có tất cả những cái rau Việt mình ngồi ở đây mình không nghĩ là mình đang sống ở giữa một cái đất nước Anh Quốc, mà lúc nào mình cũng cảm giác mình như đang ở Việt Nam, sống lại với những cái quãng tuổi thơ và những cái ngày mà lao động vất vả, nhất là nói về làm vườn. Như các bạn biết, mình thì cũng sinh ra lớn lên ở cái nơi mà gia đình làm nghề trồng trọt, ít nhiều thì cũng có thể nó hấp thụ được một chút cái đam mê và cái sở thích, chứ còn mình tự mình mày mò thôi chứ không có một thầy nào để dạy mình để trồng được tất cả các cái cây rau. Chính vì thế thì cái chút kinh nghiệm mình đã có sẵn rồi thì mình sẽ chia sẻ tận tâm tất cả các loại rau Việt, đặc biệt nhất là những cái rau thơm hoặc rau ăn lá, để cho mình mỗi một gia đình thường có những cái cây rau thơm ăn vào mùa hè và hàng năm không phải phụ thuộc đi mua. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm theo dõi kênh của Vinh Lê trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại những clip kế tiếp khác, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn và cặn kẽ hơn, tận tâm hơn về tất cả các loại giống rau Việt sống trụ được ở các quốc gia có thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt nhất như là Anh Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.